chào các em. Chào mừng các em đến với chương trình dạy tiếng Việt lớp 1. Cô là cô giáo Đào Thu Thủy. Để buổi học thật hiệu quả, các em cần chuẩn bị một số đồ dùng học tập sau. Cùng cô điểm lại nhé. Chúng mình cần có bảng con, phấn, đồ lau bảng, vở ô ly và bút chì. Các em đã có đầy đủ đồ dùng học tập chưa nào? Cô trò mình cùng bắt đầu giờ học ngay bây giờ nhé! Như thường lệ, cô có một trò chơi để giúp các em ôn lại bài cũ trước khi bắt đầu học những âm mới của ngày hôm nay. Bên cạnh cô là những miếng ghép, có 7 miếng hình và 3 miếng chữ. Nhiệm vụ của các em là hãy ghép chữ với hình thích hợp. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Thưa cô, đầu tiên là chữ bí. Em ghép với hình quả bí đỏ ạ. Tiếp theo là chữ bi. Em ghép với hình viên bi. Cuối cùng là chữ giã. Em ghép với hình giã tiêu ạ. Tốt lắm. Các em vừa đọc được 3 tiếng bi, bí, giã để ghép được với hình thích hợp. Ở đây 4 hình. Chúng mình cùng đọc tên của chúng nhé. Lá, me, na, nho. Tên của những sự vật này có chứa những âm mới mà chúng mình được học ngay bây giờ. Đó là âm L, âm M, âm N và âm Nh. Trong đó, âm Nh được ghép bởi âm N và một âm mà chúng mình đã được học. Các em có biết đó là âm nào không? Thưa cô, có phải là âm H đúng không ạ? Chính xác rồi. Các em sẽ được tìm hiểu kỹ hơn ở phần sau của bài học. Còn bây giờ, cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu hai âm đầu tiên nhé. Các em nhìn này, các em có biết trên tay cô đang cầm quả gì không? Thưa cô, là quả me đúng không ạ? Em thấy mẹ em thỉnh thoảng có mua về ạ. Đúng rồi, đây là quả me. Quả me này là quả me chua, thường được bà và mẹ dùng để nấu ăn. Còn me ngọt thì chúng mình có thể ăn được luôn đấy. Các em ơi, quả me trông bé nhỏ như thế này thôi, nhưng cây me thì lại khá to. Có bạn nào đã từng được nhìn thấy cây me ở ngoài đời thì sẽ biết nó còn có một điểm khá đặc biệt. Điểm đặc biệt đó là gì? Cô mời các em hãy cùng theo dõi những hình ảnh sau nhé. Vừa rồi, các em đã được nhìn hình ảnh cây me và đặc biệt là lá me. Lá me có dạng lá kép lông chim, bao gồm từ 10 đến 40 lá nhỏ như thế này này. Bây giờ, cùng cô đọc những tiếng dưới hình ảnh. Cô sẽ đọc mẫu và các em sẽ đọc to theo nhé. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Tiếp nhé. Me, me, me. Me, me, me. Tiếng lá và tiếng me chứa hai âm mới. Đó là âm L và âm M, là hai âm mà chúng ta sẽ được tìm hiểu ngay bây giờ. Các em nhìn nhé, tiếng lá có âm L đứng trước, vần A đứng sau, dấu sắc trên đầu vần A. Cùng nghe cô đọc nhé.
L L L L L L. Tiếp theo, cô sẽ đánh vần và đọc trơn tiếng lá. L A La Sắc Lá Lá. L A La Sắc Lá Lá. L A La Sắc Lá Lá. Em đánh vần tốt lắm. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang tiếng me nhé. Tiếng me có âm m đứng trước, vần e đứng sau. Cùng nghe cô đọc nhé. M M M M M M. Tiếp theo, cô sẽ đánh vần và đọc trơn tiếng me. M E me me. M E me me. M E me me. Những âm và tiếng vừa được đọc không khó đâu, đúng không nào? Âm L và âm M có thể ghép được với khá nhiều âm mà chúng mình đã được học để tạo thành những từ ngữ mới. Cô sẽ lấy ví dụ. Cô đọc mẫu nhé. Lọ. 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 Lạc. 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 Mẹ. 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 Mận. 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 Cô đọc lại một lần nữa nhé. Lọ. Lạc. Mẹ. Mận. Lọ. Lạc. Mẹ. Mận. Giỏi lắm. Bây giờ các em sẽ quan sát tranh và tập đọc câu viết dưới tranh. Câu này hơi dài một chút nên các em hãy quan sát kỹ để đọc nhé. Sau khi quan sát, cô sẽ đọc cùng các em. Mẹ lê có khế, có me có cả cá. Mẹ lê có khế, có me có cả cá. Các em có đọc kịp không? Cô mời các em đọc nào. Mẹ lê có khế, có me có cả cá. Các em đã làm rất tốt đấy. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng sử dụng bộ thẻ chữ tiếng Việt để ghép tiếng lá và tiếng me. Đã ghép được chưa nhỉ? Ở đây cô cũng đã ghép được tiếng lá và tiếng me. Hãy cùng xem các em có ghép giống cô không? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách viết các chữ L, M, lá, me. Các em hãy lấy bảng con ra và tập viết cùng cô nhé. Còn bây giờ, các em hãy lấy vở ô ly ra nào.
Ở đây, cô có những bức tranh. Các em hãy quan sát xem tranh vẽ gì và đọc tên những sự vật có chứa âm L và âm M. Thưa cô, lúa và lê là những tiếng có chứa âm L ạ. À. Con mực và mặt thì chứa âm M ạ. À. Các em có nghĩ giống bạn không? Bạn trả lời đúng rồi đấy. Có một điều đặc biệt, đó là trên khuôn mặt của em bé có nhiều bộ phận có tên chứa âm M. Các em học sinh của cô có kể được không nhỉ? À, em biết rồi, nhiều lắm cô ạ. Mắt, mũi, miệng đều có âm M ạ. À. Tốt lắm, các em cũng kể được giống bạn chứ. Cô khen tất cả các em. Bây giờ, trước khi đến với hai âm mới, cô có một số câu đố về các loại hoa quả, trái cây. Các em hãy cùng tìm đáp án nhé. Câu đố đầu tiên, đây là quả gì? Có mắt mà chẳng có tai, thịt trong thì trắng, da ngoài thì xanh. Khi trẻ ngủ ở trên cành, lúc già mở mắt hóa thành quả ngon. Cô có 4 phương án sau: táo, dưa hấu, lê, na. Đâu mới là đáp án đúng? Thưa cô, câu này hơi khó. Cô có thể đọc lại câu đố được không ạ? À, được thôi. Các em nghe kỹ nhé. Có một vài chi tiết đặc biệt mà chỉ loại quả này mới có thôi. Có mắt mà chẳng có tai, thịt trong thì trắng, da ngoài thì xanh. Khi trẻ ngủ ở trên cành, lúc già mở mắt hóa thành quả ngon. Em đoán là quả na đúng không cô? Quả na là đáp án chính xác. Các em nhớ này, quả na bên trong thì trắng, bên ngoài thì xanh. Ngoài ra, vỏ quả na còn có nhiều rãnh. Người ta gọi là mắt na. Có câu tháng 8 mùa na mở mắt là để chỉ mùa na chín đấy. Các em nhớ chưa nào? Đây chính là quả na. Đến câu tiếp theo nhé. Quả gì màu tím trên giàn, từng chùm chín mọng mang toàn chữ O. Trong 4 loại quả sau, đâu mới là đáp án đúng nhỉ? Nhãn, nho, dừa, táo. Thưa cô, đáp án của em là quả nho ạ. À, câu này có vẻ dễ hơn. Các em đã trả lời đúng rồi đấy. Vậy là có 2 loại quả mà chúng ta vừa nhắc đến. Đó là quả na và quả nho. Tên của 2 loại quả có chứa 2 âm mới mà chúng mình sẽ được học ngay bây giờ. Đó là âm N và âm Nh. Các em nghe cô đọc và cùng đọc theo cô nhé. Na, na, na. Na, na, na. Tiếp theo nhé. Nho, nho, nho. Nho, nho, nho. Các em nhìn này. Tiếng na có chứa âm N và vần A. Các em nghe cô đọc âm mới nhé. N, N, N. N, N, N.
hãy nghe cô đánh vần và đọc trơn tiếng na. N a na na. N a na na. N a na na. Tiếng nho có chứa âm nhờ và vần o. Các em cùng nghe cô đọc nhé. Nhờ, nhờ, nhờ. Nhờ, nhờ, nhờ. Bây giờ cô sẽ đánh vần và đọc trơn tiếng nho. Nhờ o nho, nho. Nhờ o nho, nho. Các em hãy đọc cùng cô nhé. Nhờ o nho, nho. Các em đánh vần tốt lắm. Chúng mình cùng luyện thêm bằng việc đọc thật to tên những sự vật ở đây nhé. Đây là những vật có tên chứa âm N. Còn đây là những vật có tên chứa âm nhờ. Các em hãy cùng nghe cô đọc một lần và đọc to theo cô nhé. Cái nơ, nơ. Đất nặn, nặn. Ngọn núi, núi. Ngôi nhà, nhà. Chùm nhãn, nhãn. Nốt nhạc, nhạc. Cái nơ, nơ. Đất nặng, nặng. Ngọn núi, núi. Ngôi nhà, nhà. Chùm nhãn, nhãn. Nốt nhạc, nhạc. Thưa cô, trong từ nốt nhạc, từ nốt cũng chứa âm N nữa ạ. À, tốt lắm. Các em đã phát hiện rất chính xác đấy. Từ nốt nhạc có tiếng nốt chứa âm N. Tiếng nhạc chứa âm Nh. Bây giờ, để có thể luyện tập được tốt hơn, cô trò mình sẽ cùng sử dụng bộ thẻ chữ tiếng Việt để ghép tiếng na và tiếng nho. Na. Nho. Cô đã ghép được tiếng na và tiếng nho. Các em có ghép được giống như cô không? Những chữ N, Nh, Na, Nho thì viết như thế nào nhỉ? Các em hãy cùng quan sát cô viết vào bảng, sau đó viết vào bảng con của mình nhé. Còn bây giờ, các em hãy viết vào vở ô ly của mình nào. Các em ơi, ở đây cô có một bức tranh. Các em hãy cùng xem bức tranh vẽ gì nhé. Các em thấy gì nhỉ? Có bà này, có hồ nhỏ này,
và có nhiều loại cây ăn quả nữa. Cùng cô đọc câu viết dưới tranh nhé. Hà ở nhà bà. Nhà bà có hồ nhỏ, có na, có nho và có mơ. Hà ở nhà bà. Nhà bà có hồ nhỏ, có na, có nho và có mơ. Nơ, 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 nhơ, 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 nhơ. Các em ơi, trong bốn âm mới mà chúng mình được học ngày hôm nay, có hai âm rất dễ đọc nhầm. Đó là âm L và âm N. Các em cùng chú ý nhé. L, L, L. N, N, N. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng chơi một trò chơi. Nhiệm vụ của các em là hãy xếp các hình có tên của các sự vật có chứa âm L, M, N, Nh vào các hộp tương ứng. Các em hãy đọc tên các sự vật lên nào. Thưa cô, với hộp L, em xếp bức tranh cái loa và cuộn len. Loa và len chứa âm L ạ. Với hộp N, em xếp cái nơ. Còn này, nơ và nai là hai tiếng chứa âm N. Tranh hoa mai và quả mơ, em sẽ xếp vào hộp M, mai, mơ. Cuối cùng, con nhím, ngôi nhà, em sẽ xếp vào hộp nhờ ạ. Nhím, nhà đều có âm nhờ. Vậy là trong giờ học ngày hôm nay, các em đã được luyện đọc và luyện viết L, M, N, Nh. Cô hy vọng rằng các em đã có một giờ học thật thú vị và bổ ích. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Các thầy cô và các em học sinh ơi, hãy like và subscribe kênh YouTube VTV7 để đón xem trọn bộ chương trình Dạy tiếng Việt lớp 1.